Và vâng thưa các bạn, với một cú lật kèo ngoạn mục, Lê Xuân Mạnh đã trở thành nhà vô địch của đường lên đỉnh Olympia vào năm thứ 23. Xin chúc mừng, em rất xứng đáng. Các đối thủ của em cũng đã chiến đấu rất xuất sắc. Khi dư âm của cuộc thi chưa kịp đi qua, giờ là lúc đào lại vấn đề mà năm nào người ta cũng nói. Thế nhưng không sao, chuyện cũ mình phân tích dưới góc nhìn khác cho nó mới. Bạn đã đọc tiêu đề của video, vậy bạn cũng biết là vấn đề chúng ta đang nói là gì. Đó là chuyện tại sao các nhà vô địch Olympia không về nước. Cũng phải thông cảm khi mà dân tình luôn thắc mắc liệu đi du học xong các quán quân có về nước không. Bởi vì mặc dù đường lên đỉnh Olympia là game show có tuổi đời dài nhất của đài truyền hình Việt Nam, thế nhưng mà nó cũng bị gán ghép với những cái tên không chính thức như là đường lên đỉnh Australia, nơi tuyển nhân tài cho Úc, tìm kiếm tài năng du học Úc. Hầu hết, nhà vô địch Olympia sau khi trở thành quán quân, họ đều chọn Australia là nơi sinh sống và làm việc. Chương trình đã tổ chức được 23 năm rồi, thế nhưng chỉ có 3 nhà vô địch Olympia chọn về nước. Đó là Lương Phương Thảo, quán quân mùa 3 vào năm 2002, Lê Vũ Hoàng, quán quân mùa 6 và Lê Viết Hà, quán quân mùa 7. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gì mà họ đã làm được ở quê hương. Lương Phương Thảo sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã trở về làm việc cho một số công ty quảng cáo của nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2019, có một số thông tin cho rằng nữ quán quân đã sang Canada định cư được 2 năm và đang sống tại thành phố Toronto. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Một phần là bởi cô sống khá kín tiếng và không tiết lộ mấy về đời sống riêng tư. Lê Vũ Hoàng trở thành người sáng lập kiêm giám đốc của một công ty chuyên về công nghệ có trụ sở tại Melbourne, nước Úc và cả chi nhánh tại Việt Nam. Đến năm 2021, Lê Vũ Hoàng quyết định mạo hiểm khi tham gia vào một công ty khởi nghiệp tại Úc chuyên về các sản phẩm cảm biến nhiệt dựa trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như là nhận được khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Celesta từ hồi tháng 10 năm 2021, nhận đơn đặt hàng từ Google và Amazon. Bởi thế cho nên vào đầu tháng 3 năm 2022, ai cũng sốc trước thông tin Lê Hoàng Vũ cùng vợ con đã trở về nước sau 15 năm ở nước ngoài. Theo đó, trong một cuộc trò chuyện với bạn bè, vợ của Lê Hoàng Vũ đã vô tình xác nhận rằng gia đình mình đã trở về Việt Nam để thực hiện một số dự án và cho con rèn lại tiếng mẹ đẻ. Cựu quán quân cùng các cộng sự đang xây dựng một nhà máy tại Thanh Hóa để về nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Và cuối cùng là Lê Viết Hà, từng có quãng thời gian 3 năm 4 tháng làm việc trong ngành tư vấn, quản lý và tham gia nhiều dự án lớn tại Úc. Tuy nhiên thì đến năm 2017, anh quyết định lựa chọn về nước. Vào tháng 12 năm 2017, Lê Viết Hà đảm nhận công việc cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư tại Mekong Capital, một công ty vốn tư nhân tập trung vào Việt Nam. Vào năm 2020, anh trở thành giám đốc điều hành tại Pizza 4PS. Rồi, có thể nói là những người lựa chọn quay trở về quê hương đều có những thành công nhất định, có công hiến nhất định. Vậy thì câu hỏi là, có thể trách những người không quay trở về hay không? Tôi nói điều này không phải để bao biện, thế nhưng thật sự là mọi người đang chỉ xoay vào các nhà vô địch. Chưa biết Xuân Mạnh thì thế nào, thế nhưng ngoài 20 nhà vô địch đi du học trước đó thì vẫn có khá nhiều bạn học sinh thi Olympia và không giành quán quân thế nhưng vẫn đi du học cơ mà. Có hơn 3.000 học sinh đi thi Olympia trong 23 năm qua và con số thí sinh thi Olympia đi du học khá là lớn chứ không phải chỉ nằm ở con số 20 nhà vô địch. Tại gala 20 năm của Olympia, nhiều nhà vô địch Olympia đã có cơ hội lần đầu chia sẻ về vấn đề gây tranh cãi suốt thời gian dài. Phan Đăng Nhật Minh, quán quân vào năm thứ 17, nói rằng hệ thống giáo dục ở Việt Nam và Australia khá khác biệt. Bởi vậy mà ngay cả khi về nước, cậu cũng thấy rất khó để áp dụng những phương pháp giảng dạy ở Úc vào các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Ở xứ sở chuột túi, học sinh và giáo viên giống như là những người bạn, có thể trao đổi với nhau thoải mái, gạt bỏ tất cả những rào cản. Đó là một trong những điều mà Nhật Minh cảm thấy thú vị ở Úc và mong Việt Nam cũng thay đổi như vậy. Ngay cả anh Lê Vũ Hoàng như chúng ta đã đề cập cũng thẳng thắn chia sẻ rằng việc nghiên cứu của anh để cho ra kết quả đòi hỏi phòng thí nghiệm tốn kém, kỹ thuật công phu. Hiện chỉ có 3 trường đại học ở Úc đáp ứng được điều đó và trên thế giới, nơi làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh muốn được làm những điều mình thích, nghiên cứu mọi thứ bản thân đam mê. Khi có điều kiện theo đuổi đam mê, bất cứ nơi nào có một công ty, nơi làm việc cởi mở, chú trọng công nghệ mới, quyết tâm đầu tư để đạt sản phẩm, công nghệ ngang tầm thế giới, anh sẽ cân nhắc. Còn Phan Minh Đức, quán quân năm thứ 10, chia sẻ anh từng về nước trong một thời gian và giảng dạy ở một trường đại học. Thế nhưng anh thực sự mong Hà Nội sẽ đỡ bụi hơn một chút. Tôi chưa về chỉ vì vấn đề môi trường, chứ bản thân tôi thích sống ở Việt Nam vì ở đó có gia đình và chiếc xe máy của tôi. Những thứ đơn giản như vậy thôi. Chia sẻ của các quán quân có lẽ cũng là tâm tư của nhiều bạn khác có tài năng sau khi đi du học. Đâu thể trách các bạn được, vì ở Úc hay bất kỳ nước tiên tiến nào thì điều kiện sống cũng tốt hơn, ổn định, đầy đủ hơn.
Đó là điều mong ước của tất cả mọi người lao động. Chưa cần nói đến những người có học thức đi, mà thậm chí những người đi làm công, có tay nghề cũng đều như vậy. Với những người có tri thức, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, thì họ muốn ở lại không chỉ vì đời sống vật chất, họ còn có một thực tế phải đối mặt khi về nước. Đó là, tôi xin nói thô, nhưng mà thật, là phải chạy trọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót này kia, mà nhiều khi vẫn thất nghiệp. Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được cơ sở, bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa, cá mè một lứa. Làm trong cơ quan thì có khi còn bị cấp trên thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học. Rồi thì sống mòn với nếp sống, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Họ e ngại tất cả những mơ ước, hoài bão đều dần bị thu chột. Đấy là chưa kể khi về nước, lương lậu có khi còn không tương xứng với công hiến, thậm chí là không nuôi được mình và gia đình. Vậy thử hỏi là nếu đặt bạn vào vị trí của họ, là người trong cuộc, bạn sẽ quyết định như thế nào? Và bạn biết không, thế giới ngày nay đã phẳng. Một người ngồi ở Việt Nam chưa chắc đã làm được nhiều cho đất nước bằng một người ở Anh, Pháp, Mỹ. Bao nhiêu người Việt ở nước ngoài đã tham gia các dự án, chương trình nghiên cứu khoa học có tính toàn cầu, đóng góp cho tri thức của nhân loại. Và bằng nhiều con đường, họ cũng đang âm thầm cống hiến cho đất nước. Cho nên, đừng quá khắt khe với các nhà vô địch không về Việt Nam mà chọn định cư ở xứ người. Cuộc đời của họ, hãy để họ lựa chọn. Trong câu chuyện này, tôi nghĩ cái mà chúng ta cần thật sự quan tâm là bức tranh toàn cảnh đằng sau câu chuyện người Việt đi du học và không trở về, đó là hiện tượng chảy máu chất xám. Hiện tượng đó gây tác động nghiêm trọng như thế nào đối với các nước bị chảy máu? Các bạn hãy xem video này để hiểu rõ hơn nha. Thật ra các nhà leo núi Olympia đúng là những học sinh giỏi, thế nhưng họ cũng chỉ là thí sinh của một cuộc thi thôi. Chưa phải tài năng gì ghê gớm, có giỏi đến mấy thì họ cũng không thể là hy vọng cho một dân tộc được. Muốn phát triển đất nước cần sức mạnh của hàng triệu người. Con số 20 nhà vô địch không trở về là quá nhỏ. Thế nhưng họ là một phần trong số rất nhiều bạn trẻ Việt Nam định cư ở nước ngoài sau khi học xong. Mà như tôi đã phân tích ở trên, không thể trách cứ các bạn thủ khoa Olympia hay những sinh viên ra nước ngoài học mà không trở về. Mà chưa cần nói đến các bạn đi du học, ngay cả trong nước đi. Tại sao sinh viên học xong, ai cũng muốn bám trụ ở đất thủ đô hay thành phố Hồ Chí Minh? Trong khi đó thì ai cũng bảo là phải vận động tri thức để lên xây dựng miền núi, vùng sâu vùng xa, có đúng không nào? Bởi vậy, mà vấn đề ở đây không phải là nêu cao quan điểm, gán chuyện đi hay ở với lòng yêu nước hay trách nhiệm với đất nước. Vấn đề thực sự phải là làm sao thu hút nhân tài không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở nước ngoài đến Việt Nam. Câu hỏi đó, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia đã tranh luận cả mấy chục năm nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đúng là chúng ta đã đưa ra những chủ trương chính sách như thu hút nhân tài, thậm chí là còn dùng những câu to tát như là trải thảm đỏ, đón nhân tài. Thế nhưng thực ra thì đó mới chỉ là những khẩu hiệu chứ chưa có tính thực tế. Hãy nhìn thẳng vào sự thật này. Đã là người tài thì ở đâu họ cũng có thể thi thố tài năng được. Thế nhưng nếu họ đặt ở một môi trường đầy đủ các yếu tố, họ sẽ cất cánh nhanh hơn. Như vậy, nếu môi trường học tập, nghiên cứu và cơ hội việc làm ở Việt Nam được cải thiện, thì trong tương lai, rồi cũng sẽ có rất nhiều người tài của các nước chọn về Việt Nam làm nơi học tập, nghiên cứu và sinh sống, nhiều người Việt Nam về hơn nữa. Bởi vì sao? Vì ở Việt Nam kiếm tiền dễ hơn ở châu Âu, Mỹ và Úc nếu bạn thật sự giỏi và có tài năng. Việt Nam đang có quá nhiều cơ hội đầu tư và việc làm hấp dẫn cho các bạn trẻ. Vậy làm sao để cải thiện được điều kiện thu hút nhân tài? Câu hỏi đó xin nhường lại cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý đất nước.